Có thuộc trong năm diện kia không ạ? Tôi đây của bọn em là tổ chức cứu trợ thực phẩm, và bọn em nhiệm vụ của bọn em thường ngày thì sẽ kiểu lấy đồ ăn còn nguyên hình thức và chất lượng từ các nhà hàng khách sạn ấy ạ. Và bọn em đi đến tận tay cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà tuy nhiên thì gần đây cũng vì dịch ạ, thế nên là bọn em không thể thực hiện cái công việc hàng ngày đấy của mình. Thế nên là bọn em đã chọn một cách khác, đó là bọn em đã cùng hợp tác với cả siêu thị Hạnh Phúc Không Đồng để mà có thể đem đến những cái món quà hoặc là giúp một phần công sức của bọn em vào trong cái công việc mà kiểu từ thiện ạ. Đấy không? Cô là một và gia đình là một ạ. Cô không biết cả nữa. Việc làm tình nguyện viên ở một cái siêu thị mà giúp đỡ những người nghèo này thì rất là có ý nghĩa và có ích cho xã hội. Ngay khi mà em thấy một cái story trên Instagram đăng là cái siêu thị này tuyển tình nguyện viên thì em đã đăng ký ngay lập tức. Cụ thể những công việc ở siêu thị đó là ví dụ như là phát đồ cho cô bác, hoặc là tư vấn cho cô bác là đi chợ như thế nào cho hợp lý, cho nó đủ số lượng là 100.000 và 5 sản phẩm theo đúng quy định của siêu thị. Ngoài ra thì gặp những cô bác anh chị, mình nói chuyện, mình chia sẻ, mình động viên các hoàn cảnh của cô bác anh chị để cho cô bác anh chị cảm thấy những cái mình muốn lan tỏa cái tình yêu thương của mình. Các thầy trò thì trực tiếp đến đây này cùng hỗ trợ với bọn em, thì đấy là một cái hành động hết sức là tốt đẹp trong cái mùa Covid này. Đặc biệt hơn nữa là thầy và trò đã ủng hộ cho chương trình siêu thị Hạnh Phúc Không Đồng rất là nhiều các cái nhu yếu phẩm cần thiết, ví dụ như là trứng, là rau củ, thì điều đấy là một cái nguồn động lực rất là lớn đối với chương trình. Vì số lượng bà con gặp khó khăn trong mùa Covid này rất là nhiều, nên là bọn em luôn luôn cố gắng bằng mọi nguồn lực có sẵn cũng như là nguồn hỗ trợ từ phía cộng đồng để có thể đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động cho các cái điểm của siêu thị Hạnh Phúc Không Đồng. Cụ thể là tiền phạt nó lại lên cơ này gì đấy, lên cơ động kinh thì cứ chia sẻ với người ta. Ai người ta nói chung là lúc khó khăn thì cũng cần được giúp đỡ mà. Nhưng mà tôi cũng cầu cho mỗi người ai cũng được, và ai cũng chỉ được một lần thôi, chứ không cần nhiều. Tức là người nào có người thì được nhiều phần quá, có người thì lại trả được tí nào. Đấy. Tại vì có người lên đấy nhiều lần ấy, có người thì lại trả lấy được lần nào. Về phía ban tổ chức thì bọn em cũng gặp rất nhiều khó khăn, ví dụ như là tìm ra được những cái gia đình thực sự khó khăn để trao những cái món quà cho bà con một cách rất là đúng đắn nhất. Cái thứ hai nữa là về cái con người ấy, thì bọn em cũng phải tất cả nguồn lực đều phải cố gắng hết sức để đảm bảo về việc vận hành. Về dự kiến thì bọn em rất mong muốn rằng có thể kéo dài hoạt động của siêu thị Hạnh Phúc Không Đồng. Nó sẽ là một cái điểm tựa cho tất cả những cái bà con đang gặp khó khăn trong cuộc sống, không phải là trong ngắn hạn nữa mà sẽ là trong dài hạn luôn. Và ban tổ chức của chương trình siêu thị Hạnh Phúc Không Đồng cũng rất mong muốn huy động được rất là nhiều nguồn tài trợ cũng như là các nhà hảo tâm để cùng đồng hành và cùng giúp đỡ chương trình để có thể được đi xa hơn.